xin chào mọi người, Tre Lá Đan Thành đang có mặt tại Đắk Lắk. Mình đang hỗ trợ khách vận chuyển lên, lắp ráp và phun sơn PU bàn ghế tre tại chỗ. Tổng cộng ở đây là gồm 30 bộ bàn ghế, một bàn 4 ghế nha cả nhà. Kích thước bàn là 70 nhân cho 1m2, chiều cao là 75 cm. Bàn được làm dạng lắp ráp, còn ghế là 45 x 45 nhân cho chiều cao là 90 cm nha. Đây là mẫu bàn ghế làm từ nan tre cứng chắc, chịu lực và chống nắng mưa rất tốt. Ngoài ra thì bên mình còn xử lý mối mọt chống thấm nước cho sản phẩm nên sử dụng rất là lâu bền. Bên mình thì chuyên sản xuất bàn ghế tre số lượng lớn giá sỉ, quán bún đậu, quán nhậu, quán ăn gia đình, nhà hàng đồng quê. Nếu khách có nhu cầu tìm mua bàn ghế tre thì nhanh tay liên hệ Tre Đá Đan Thành nhé.